Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 0,38%, giao dịch ở mức 1.985,17 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 105 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm, giao dịch ở mức 34.780 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 0,79%, giao dịch ở mức 4,593% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 81,11 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Nhu cầu phòng ngừa rủi ro trên thị trường vàng thế giới đang giảm bớt khi chiến tranh giữa Israel và Hamas ít có dấu hiệu lan rộng. Giới phân tích cho rằng đến hiện tại bất ổn địa chính trị này được phản ánh hết vào giá vàng. Ngoài ra, giá vàng cũng được cho là đã phản ánh đầy đủ khả năng cục dự trên ban Mỹ Fed không tăng thêm lãi suất trong năm nay. Bởi vậy, giá kim loại quý này đang cần những chất xúc tác mới để có thể tăng cao hơn. Việc giá vàng vượt 2.000 đô la Mỹ trên một ounce trong tuần trước nhưng không duy trì được mức giá này và có thể kết thúc tuần giao dịch trong trạng thái hầu như là đi ngang so với cuối tuần trước là một dấu hiệu cho thấy xung lực tăng đang thiếu. Theo nhà phân tích Christopher Vichio của công ty Daily Epic nói với trang Kitco News, ông Vichio nói rằng mặc dù một sự kiện địa chính trị như cuộc chiến tranh ở giải Gaza có thể mang lại động lực tăng giá ngắn hạn cho vàng nhưng ít có tác dụng thu hút các nhà đầu tư dài hạn. Ông nói rằng một đợt tăng giá vàng dựa trên một sự kiện địa chính trị như vậy chỉ có thể duy trì được nếu căng thẳng liên tục leo thang. Ở một góc nhìn lạc quan hơn, theo ông Oleason, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Sasol nói rằng việc củng cố quanh mức giá hiện tại sẽ là một điều lành mạnh đối với vàng. Giá vàng đã trưng lại sau khi tăng gần 200 đô la Mỹ trên một ounce vào tháng trước, một phần vì hoạt động chốt lời sau khi giá vượt ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Sau khi tăng quá mạnh trong một khoảng thời gian ngắn, thị trường cần điều chỉnh và tích lũy. Nhưng cho đến nay, sự điều chỉnh vẫn tương đối nông với mức hỗ trợ xuất hiện ở ngưỡng 1.953 đô la Mỹ trên một ounce và tiếp đó là 1.933 đô la Mỹ trên ounce. Theo ông Hassan nói và cho rằng giá vàng phải giảm trở lại mức 1.900 đô la Mỹ trên một ounce mới có thể khiến xu hướng tăng bị đảo ngược. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Thời điểm mở cửa sáng ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC đã điều chỉnh giảm rất mạnh, giảm tới hơn 2 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào. Tuy nhiên đến thời điểm trưa nay, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn nâng giá vàng miếng SJC mua vào lên mức 67,7 triệu đồng trên lượng và giá bán ra ở mức 69,2 triệu đồng trên một lượng, tăng khoảng 700.000 đồng trên lượng so với phiên đầu ngày. Tuy nhiên đến mức giá này vẫn thấp hơn gần 1 triệu đồng so với phiên ngày hôm qua. Nếu so với mức đỉnh của vàng miếng SJC trên 71 triệu đồng trên lượng thì mỗi lượng vàng đã mất khoảng 1,8 triệu đồng trên lượng. Nhiều người cho rằng vàng miếng SJC đang bị chốt lời mạnh, thậm chí bị bán tháo sau khi vượt qua các mức giá 70 và 71 triệu đồng trên lượng. Lý giải về diễn biến này, các chuyên gia và công ty vàng cho biết có thể các nhà đầu tư và cả người tiêu dùng đang cất giữ vàng SJC lo ngại. Sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 12/2023/TT Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, theo công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, thông tư 12 này của Ngân hàng Nhà nước sẽ bổ sung cục quản lý dự trữ ngoại hối tham gia vào các quy trình giao dịch đấu thầu vàng miếng SJC giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng không liên quan đến hoạt động mua bán vàng miếng SJC của các tổ chức có giấy phép kinh doanh vàng miếng của các cá nhân đang sở hữu vàng miếng SJC. Công ty SJC khẳng định hiện nay người dân vẫn có thể thực hiện hoạt động mua bán vàng miếng SJC bình thường như hiện hành tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng, thông báo nêu rõ. Đến thời điểm phiên chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC tiếp tục được các hệ thống kinh doanh điều chỉnh tăng trở lại so với phiên sáng nay. Với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại thì vẫn duy trì trong xuống giảm mạnh. Hiện tại mua vào mức 24.200 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.570 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 120 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 24.530 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.620 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 20 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, tăng 20 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên chiều nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.850.000, bán ra 6.970.000, giảm 550.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 350.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 55.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 35.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1.200.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.850.000, bán ra 6.972.000, giảm 55.000 ở chiều mua, giảm 35.000 ở chiều bán. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.840.000, bán ra 6.970.000, giảm 50.000 ở chiều mua, giảm 30.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.820.000, bán ra 6.970.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.800.000, bán ra 6.950.000, giảm 45.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Phú Quý SJC mua vào 6.850.000, bán ra 6.970.000, tăng 20.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.855.000, bán ra 6.965.000, tăng 25.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.800.000, bán ra 6.950.000, giảm 30.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.870.000, bán ra 6.970.000, giảm 100.000 ở chiều mua, giảm 50.000 ở chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.970.000, bán ra 7.070.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.800.000, bán ra 6.950.000, giảm 45.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.850.000, bán ra 6.972.000, giảm 115.000 ở chiều mua, giảm 65.000 ở chiều bán. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại giảm 550.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 350.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 55.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 35.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1.200.000 cho đến 1.260.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau: STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.850.000, bán ra 6.972.000; STC Huế và 6.847.000, bán ra 6.972.000; STC Biên Hòa Miền Tây Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.850.000, bán ra 6.970.000; STC Bạc Liêu mua vào 6.850.000, bán ra 6.972.000; STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.848.000, bán ra 6.972.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại vẫn duy trì trong xuống tăng nhẹ trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.890.000, bán ra 5.990.000; nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.890.000, bán ra 6 triệu; vàng 4 số 9 vào 5.880.000, bán ra 5.960.000; vàng 24K vào 5.781.000, bán ra 5.901.000, cùng tăng 5.000 ở chiều và chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 4.285.4 nghìn, bán ra 4.485.4 nghìn; vàng 14K vào 3.290.000, bán ra 3.490.000; vàng 10K và 2.300.6 nghìn, bán ra 2.500.6 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.